xin cảm ơn chủ tịch cộng đồng Bùi Thúy Phát. Và tiếp theo ở cộng đồng Nam Cali, rồi bây giờ tới cộng đồng ở Liên bang, xin mời bác sĩ ở đường hữu. Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa tất cả quý vị cộng đồng hội đoàn và tất cả đồng hương không những Nam Cali mà khắp nơi trên Hà Nội, và nhắc lại tất cả video ngày hôm nay chắc chắn sẽ về Việt Nam luôn. Và chúng tôi xin chào mừng tất cả đồng hương khắp nơi trong và ngoài nước. Thưa quý vị, hôm nay là ngày rất là đau buồn. 30 tháng 4, 43 năm trước giờ này, tôi tên HQ500 và trên đường trực chỉ ra công sở là một nội trú bệnh viện Sài Gòn. Hôm đó trời, hôm đó trời mưa và hàng hàng lớp lớp các chiến hạm hải quân sẽ đi, trong cái đó hạm đội 7 cho tàu ở Cẩm Hà, và tương lai thật vô định. Chúng tôi không biết con nghĩ làm cái gì đây, nội trú Việt Nam, bác sĩ ra trường, không biết con nghĩ làm cái gì. Nhưng mà quý vị thấy nãy giờ tất cả các người trước chúng tôi là chia sẻ những gì xảy ra sau 75, thì tất cả chúng biết rất sự đau khổ, sự kiềm chặt cộng sản. Còn nhất là gần đây trong những phiên tòa vừa rồi, quý vị thấy những nhà tranh đấu nhân quyền, tranh đấu cho tự do, tranh đấu cho chống Trung Hoa đều bị lên án cầm tù. Thì như vậy tôi xin, tất cả những chuyện đó quý vị biết rồi, tôi xin chia sẻ với quý vị. Bây giờ 43 năm đã qua, chúng ta phải làm cái gì? Cái niềm đau thương, niềm uất hận đó chúng biến thành hành động. Và thưa quý vị, cùng biến tác thông, hôm nay đứng trước Đức Trần Đạo, chúng tôi rất vui mừng là vì Ngài là một vị thánh rất là tinh thông minh, còn vị y sư chữa bệnh rất nhiều người. Ngài sẽ giúp chúng ta trong vấn đề cùng nhau xuống núi. Chúng ta có cơ may đó, sau biến cố 75, chúng ta chưa bao giờ một đất nước nào mà có 2 triệu người đi du học, chưa bao giờ đi du học miễn phí. Và sau 41 năm, chúng ta đã có những người thành công ở đây. Hôm nay sao bị gió nhiều quá, giống như chúng ta có sự linh ứng đánh giếng ngày hôm nay. Còn chúng ta có toàn quyền, có vị toàn quyền người Việt Nam, phó thủ tướng người Việt Nam ở Đức, chúng ta có dân biểu liên bang, chúng ta thượng nghị sĩ Canada, chúng ta có thị trưởng đầu tiên tại đây. Như vậy đó, thì trong cái cùng biến tắc thông, cái nhân duyên này rất là ghê gớm. Người Việt Nam, hồi xưa tôi nghe câu hát Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiên soi toàn thế giới. Và câu đó ngày hôm nay đã ứng nghiệm ngày hôm nay rồi. Là vì bây giờ chúng ta, quý vị thấy không, trên đường tương lai Việt Nam đã lửa thiên soi toàn thế giới. 43 năm đã trôi qua, cờ vàng vẫn tung bay khắp thế giới, thành phố nào cũng có cờ vàng, chỗ nào cũng có cờ vàng. Như vậy quý vị thấy, trong cái niềm tin tưởng vào cái thiêng liêng đó đó, người Việt Nam chúng ta sẽ thành công. 1000 năm đô hội giặc Tàu chúng ta không bị, 100 năm đô hội giặc Tây cũng không bị luôn, thì bây giờ xá gì cái việc xâm lăng nước Tàu Cộng. Bây giờ làm sao, làm sao bây giờ chúng ta phải giáo dục con em tại hải ngoại nhớ về cội nguồn, nhớ về lý do tại sao chúng ta ra đi. Và cái SV-685 rồi mà hành trình tự do là điểm khởi đầu để chúng ta cho thế giới biết, con em biết. Và thứ hai, với hình thức internet và cái thông tin, nâng cao dân trí trong nước, không còn sợ hãi nữa. Và chúng ta hãy cầu nguyện 1989 đồng hồ sụp đổ trong một ngày, cách mạng hoa lại, tôi đi một sinh viên chết, cách mạng cùng đây. Thì bây giờ không lý gì Việt Nam đã có 4.000 năm hiến, có vua Hùng, có Đức Trần Hưng Đạo, không làm được một cách mạng, một cuộc biến đổi lịch sử để đem lại Việt Nam trên đường tương lai lửa thiên soi toàn thế giới sao? Bây giờ tôi biết có rất còn nhiều còn nói mà bệnh nhân đang đợi tôi mà, chúng tôi xin công, chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn quý vị ngày hôm nay, thứ hai tới đây để cùng nhau đốt nén hương lòng nhớ sự an ninh ra đi của các tướng, các sĩ quan, các người dân trên đường vượt biển vượt biên. Niềm thương đau đó phải biến thành hành động và hy vọng. Và hôm nay
với đức tượng Trần Hưng Đạo, người mà tôi đã từng đi lên vái mỗi ngày lúc từ 4 tuổi tới 10 tuổi mỗi khi bị bệnh. Tôi xin Ngài hãy phù hộ cho chúng ta để sống ngoài chúng ta trở về trên đất nước Việt Nam thanh bình và tự do. Việt Nam ơi, chúng ta còn cũng còn đây. Xin trân trọng kính chào các cụ. Xin cảm ơn bác sĩ của cộng đồng ở Liên bang. Chúng ta còn hai người phát biểu và có lẽ là chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp. Xin quý vị rút ngắn được phần nào hai chuyện đó. Xin mời các ông chủ đất, là ông chủ tịch hội đồng quản trị của đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo, xin mời quý phát biểu nhé. Kính thưa toàn thể quý vị có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay, chúng ta hầu hết là người Việt mang cái lý lịch tị nạn cộng sản. Trong lần phát biểu của ông hội đồng liên tôn, ông giàu có nói chúng ta không thể quên ơn được cái đất nước Mỹ Cuba, đó là đương nhiên. Và chúng ta trả ơn bằng cách nào? Là chúng ta, con cháu chúng ta đã đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước Mỹ, là một. Thứ hai, con cháu của chúng ta đã có mặt trong các nghị trường của chính giới Hoa Kỳ, đó là cái sự trả ơn. Nhưng mà không có nghĩa từ đó mà chúng ta quên được cái trách nhiệm thứ hai là dân tộc Việt Nam. Hôm nay chúng ta tổ chức buổi lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong tháng tư đen và trước đó. Thành ra cái việc làm của chúng ta hai lĩnh vực nó rõ ràng, ăn là một chuyện mà quán là một chuyện, không có nghĩa vì ăn mà quên đi cái quán. Cái quán đó là ai? Là Đảng Cộng sản bán nước. Chúng ta không thể thờ ơ được. Thưa toàn thể đồng hương, những ai mang dòng máu Việt Nam, mang cái lý lịch tị nạn cộng sản, thì chúng ta không thể thản nhiên trước vận mệnh của đất nước sắp rơi vào tay Tàu Cộng trong năm 2020. Chúng ta hãy biến cái đau thương, cái tưởng nhớ trên phương diện tinh thần này thành những cái hành động cụ thể. Chúng ta không thể ngồi yên, chúng ta không phải thờ, chúng ta không thể lãnh đạm để mặc cho đất nước, để Việt Cộng đẩy đưa đất nước tới đâu thì tới. Đó là vô trách nhiệm. Và đặc biệt, tôi nói đặc biệt là giới quân nhân, những người đã từng mặc bộ quân phục, phải nói là chúng ta có tội với đất nước để mất Việt Nam một cách rõ ràng. Lớn tội lớn, nhỏ tội nhỏ, gật gật đi xuống, chứ không phải là vô tội. Do đó chúng tôi kêu gọi cái sự trách nhiệm của mọi người. Chúng ta trước tượng Đức Thánh Trần, đây là cột mốc của làng ranh quốc cộng, cột mốc của làng ranh quốc cộng. Chúng ta cố giữ đừng bị đối phương xâm nhập qua bọn Việt Nam ở hải ngoại. Quý vị hãy cùng liên quỹ ban chúng tôi tiếp tay với chúng tôi tạo sức mạnh, trước tiên sức mạnh của cộng đồng cái đã, rồi mới nói tới sức mạnh hỗ trợ toàn dân trong nước. Chứ biểu tình chừng 300 là tối đa, thì giống như cộng cũng dài 300 là tối đa, mà mỗi buổi tiệc cuối năm đầu năm 500, 1.000, 2.000 với bộ quân phục thiên ngang, thế mà trong các cuộc biểu tình không có mặt. Đó là điều mà chúng tôi rất đau khổ, vì tôi là quân nhân. Một lần nữa, chúng ta hãy biến cái đau thương này, cái tan tóc của dân tộc này thành những hành động cụ thể trong tương lai. Đó là việc làm của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta. Đừng nói tôi già, tôi yếu hay tôi gì hết. Nếu chúng ta còn thở là còn trách nhiệm. Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo, có lẽ quý vị cũng biết rằng
gần đây, có cái ủy ban chống tôn giáo và văn hóa ra đời. Xin mời mục sư Nguyễn Công Chính và mục sư Lê Minh là những người để phát biểu cuối cùng trong buổi tưởng niệm này. Kính thưa quý vị chủ liên, kính thưa đồng hương người Việt tị nạn cộng sản Hải Ngoại, kính thưa trong biểu đoàn Phật Thọ. Thứ nhất thì tôi cảm ơn đồng hương ở đây, cảm ơn trong biểu đoàn Phật Thọ. Và tôi nhớ cái ngày hôm nay thì mẹ con tôi đang gọi là chạy giặc. Mẹ tôi gánh hai đứa em và tôi chạy giặc trên đường, tức là chạy trên đèo Hải Vân. Ba tôi đi hành quân chưa về. Và chúng ta nhớ cái ngày 30 tháng 4 năm 1975, nó thay đổi vận mạng đất nước và dân tộc Việt Nam, bắt đầu trong cái cuộc bức hại đau khổ triền miên 43 năm qua. Biết rằng người Việt Nam của chúng ta tị nạn cộng sản xa xứ sống trên đất nước tự do, nhưng lương tâm của chúng ta luôn hướng về dân tộc Việt Nam. Chúng ta vẫn theo dõi tình hình đất nước, những người đứng lên đấu tranh vì tự do. Nhiều người đã bỏ mạng ở trong tù, nhiều người đã bị tàn tật, tàn phế suốt cuộc đời, nhiều người đã bỏ cả cuộc đời mình ở trong tù và không hưởng được một ngày tự do. Trong đó có bản thân tôi cũng trả giá cho vấn đề tù đầy tự do. Một điều may mắn là ngày hôm nay tôi được tự do đứng ở đây, và dưới cái ngọn cờ chính nghĩa của quốc gia, dưới tên thánh Trần Hưng Đạo. Và tôi phải nói rằng công dân Việt Nam ở bất cứ nước tự do nào, chúng ta phải nêu cao tinh thần đấu tranh vì tự do cho dân tộc, vì quyền lợi của dân tộc là đến trên. Chúng ta không hèn nhát, chúng ta không sợ cộng sản, vì cộng sản dùng chính sách đàn áp một người, đe dọa nhiều người, bỏ tù một người, đe dọa hàng triệu người. Đó là chính sách độc ác của cộng sản. Và chúng ta phải nói với chính lương tâm chúng ta không sợ cộng sản. Chúng ta phải nắm tay lại đấu tranh, và chúng ta được quyền khát vọng và được quyền tin rằng đất nước Việt Nam sẽ được tự do, và chúng ta trở về và tái thiết quốc gia, xây dựng đất nước. Và thay mặt Ủy ban chống văn hóa tôn giáo và cộng sản và cùng với đồng hương, quý vị chúng ta chung tay trong cuộc đấu tranh này cho đến ngày tự do. Và xin trân trọng cảm ơn. Để tiếp lời mục sư Nguyễn Công Chính, Ủy ban chống tôn giáo và văn hóa chúng tôi nhân tiện đây, dưới bề chân của Đức Thánh Trần, tôi kêu gọi đồng bào hải ngoại, chúng ta học gương của ông Ổ Tị Hiềm, để chúng ta cùng nắm tay nhau, đoàn kết với nhau. Chúng ta có thể bất đồng nhưng không bất hòa. Căn cước của chúng ta là người Việt Nam tự do, người Việt Nam không cộng sản. Vì thế tôi kêu gọi chúng ta ở hải ngoại hãy bỏ tất cả những phiền muộn đối với nhau và cùng nắm tay nhau. Riêng đồng bào quân đội, tôi kêu gọi dân tộc Việt Nam của chúng ta là dân tộc anh hùng, chúng ta không bao giờ bị khuất phục trước bạo quyền. Vì thế tôi kêu gọi đồng bào hãy tìm cái sống trong cái chết, chúng ta thà chết hơn là mất nước. Mong rằng chúng ta sẽ có một ngày trở về quê hương, như lịch sử đã cho chúng ta biết, lá cờ máu của Việt Cộng đã bay trên dưới đồng lộc 43 năm đến 12 tiếng vừa qua rồi. Mong ước của chúng ta là người Việt tị nạn tại hải ngoại, chúng ta sẽ kỷ niệm lần thứ 44 là lá cờ vàng bay sọc đỏ sẽ tung bay tới toàn cõi Việt Nam. Thân trọng kính chào. Xin cảm ơn mục sư Chính. Như là hôm nay với tư cách ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn sự hiện diện tất cả quý vị đã cùng đến với chúng tôi ngày hôm nay. Bằng tất cả cái tấm lòng của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chỉ mong rằng chúng ta đừng quên trách nhiệm đối với tổ quốc của dân tộc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị.
sẵn chúng tôi có một số sách ở phía trong nói về tội ác cộng sản, xin mời tất cả quý vị vào đó mỗi người cầm một quyển về cho con cháu xem thế nào là tội ác cộng sản. Xin cảm ơn. Thank you.